nghề thì nghề sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người. Và ngay bây giờ sẽ là đến với phần dân hương. Thì trước xin được phép chia sẻ một vài lời trước khi mà mình tiến hành với nghi thức dân hương, thì đầu tiên xin được phép mời các quý thầy cô, ban giám hiệu nhà trường, các đại biểu mình sẽ lên để thắp dân hương trước. Tiếp theo sẽ là các anh chị em ban nghệ sĩ, và cuối cùng sẽ là các bạn sinh viên của trường sân khấu. Thì mình sẽ làm theo cái quy trình như vậy. Và xin được phép mình, đây là một cái con đường đi của mọi người. Mọi người đi bắt đầu từ đây, về phía bên đây sẽ có hương cho mọi người thắp. Đó, sau khi mọi người thắp, mọi người đi một cái đường vòng bên thắp bên đây trước. Rồi, mọi người sẽ lên đây để mọi người dâng hương ở đây. Mọi người thắp nhang ở đây xong, mọi người đi đường vòng bên kia. Đường vòng bên kia đằng sau mình chỉ có lạy tổ thôi, mình sẽ không thắp hương phía sau. Mọi người đi một vòng mình để trở về vị trí chỗ ngồi nhé. Rồi, và bây giờ xin được phép mời bên phía đại diện của thầy cô nhà trường để mình cùng mà lên để mình dâng hương trong ngày hôm nay ạ. Dạ mời thầy cô ạ. Mời cô Phượng ạ. Mời cô Phượng, cô Loan, thầy Lộc. Anh Đức, anh Bảo, chị Thu Trang, anh Tiến Luật. Dạ, anh Phương, anh Tiết Duy Hòa. Các anh lớn chứ, anh chị em lớn chứ. Dạ. Đưa cho các thầy cô cái tươi nha. Đưa cho. Đưa cho thầy, thầy làm. Đưa cho thầy chứ, thầy chứ. Đưa mình sẽ nhận hai anh ở đây nha các anh chị. Xin mời các thầy cô đi đường bên kia để mình vào trong mình lạy tổ. Dạ, tiếp theo xin được phép mời các anh chị em nghệ sĩ diễn viên ạ. Xin mời nghệ sĩ Hoàng Hòa có không? Rồi. Dạ, xin phép các anh chị phóng viên rất là mà nhờ mọi người hỗ trợ là mình có thể dời ra khỏi cái khu vực đó để cho các anh chị em nghệ sĩ có thể tiến vào bên trong để ai người ngoài cũng. Mình đi, tại có một cái lối đi ạ. Đuổi chỗ này mình đi. Anh. Rồi. Em giữ cái lối là mình đi. Còn anh Tuấn ạ. Anh Tuấn lên nè, mời anh Tuấn. Mời anh đạo diễn Lê Hoàng lên nè. Dạ, mời anh Hữu Tiến lên nè. Em xin phép tại vì đứng đây á đèn không có thấy đường. Người đứng trước có công trách lắm, cái bị lưỡi này. Chắc không chịu em. Ở khúc này á, mình giúp giùm em là mình đi theo trật tự giùm em nhé. Dạ, mình, dạ mời anh Lê Hoàng. Dạ đúng rồi, mình lên đây để mình thắp nhang ở đây à. Dạ, anh Tuấn. Tiếp theo mình cứ lên. Mời anh Phương. Dạ. Rồi, đây. Em mời anh Tiến. Rồi. Mình đi theo hàng nha các anh chị em nghệ sĩ ơi, để tránh bị tắt đường á, mình giúp giùm em là mình đi theo hàng. Dạ. Mời chị Ruby ạ. Sao cho chị Ruby nghe trước đi. Và dàn đưa cái nhang cho chị Ruby. Mình đi theo hàng nhé. Rồi, mời chị xuống thang luôn.
các anh chị em nghệ sĩ xong hết thì sẽ tới các bạn là sinh viên từ sân khấu nha mọi người. Mọi người giúp giùm em là mình sẽ tiến hành theo hàng á, để tránh cho bị tắt đường. Mọi người cứ bình tĩnh là ở trên đây sẽ có nhang thắp sẵn cho mọi người làm thầy đừng lên nữa. Ở bên kia với giùm anh hướng dẫn cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ mình đi qua bên kia nhé. Các bạn sinh viên ở giữa mình có thể di chuyển qua hai bên để mình chuẩn bị xếp hàng cũng được nha. Right.